Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay á mình lại đang có mặt ở cửa hàng xe gắn máy Mai Duyên. Địa chỉ cửa hàng là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha các bạn. Và hôm nay á mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một phiên bản màu mà cửa hàng Mai Duyên mới vừa về của dòng xe Yamaha Fino. Và đây là phiên bản Sporty nha các bạn. Hôm rày thì vẫn về thiếu cái màu này, đây là cái màu xám đen. Xám đen, thực ra nó là nước sơn mờ nha các bạn, rất là đẹp luôn. Đây là màu đen và nước sơn bóng nè, đây là màu xám, đi chung với màu đen ha, cho nên mình gọi nó là xám đen. Còn cái màu xám này á, thì thực ra là nó giống như là cái màu, mình không biết nên gọi nó như thế nào ha. Màu xám này rất là đẹp các bạn nhìn nè. Nó hơi ửng chút xíu đỏ và một chút xíu vàng, nó hơi nâu nâu đó các bạn, hơi nâu chút xíu ha. Và hiện tại á thì chiếc xe này nó cũng giống như là những dòng xe kia, giá nó sẽ là 35 triệu. Đây là phiên bản Sporty, còn phiên bản mà Premium á thì nó sẽ có yên nâu, cũng là giá 35 triệu luôn. Ngoại trừ cái phiên bản mà Rende á là nó mới 36 triệu. Phiên bản Rende nó sẽ có là ở đây nè, một cái phần công tắc, biết chi không, khi mình dừng cầm chừng 3 giây đó các bạn, nhìn đèn đỏ nó sẽ tự động tắt máy ha. Và hơn nữa là nó có bóng LED. Còn ở phiên bản Sporty này á thì chúng ta sẽ sử dụng bóng halogen ở phía trước nè. Bây giờ mình sẽ review lại cái màu này cho các bạn xem ha. Về dòng xe nhập từ Indo á, đây là xe nhập từ nguyên chiếc từ Indo về nha các bạn ha. Từ Yamaha Indo thì phía nước bạn Indo là bắt buộc phải có một cái bát biển số phía trước, tại vì phải gắn biển số và từ phía trước này và phía sau luôn các bạn. Các bạn muốn gọn thì về tháo hai ốc này ra nè, rồi lấy cái miếng này ra, rồi đây là miếng kim loại ha. Đây mình lần nữa mình mời các bạn xem lại cái góc này ha, cái màu xám nè. Đó, màu xám nè. Ở góc quay này thì cái màu nó ra tương đối giống nè các bạn, đẹp không, xám mờ. Nó hơi ngả vàng một chút, đỏ một chút và xanh một chút nữa các bạn à, rất là ngộ ha. Về review xe này á, thì mình đã có hẳn một cái video mình review, mình mở khóa rồi, mở khóa bật đèn cho các bạn luôn, thậm chí là nổ máy. Còn video này á, chỉ là mình cho các bạn xem cái màu thôi. Còn các bạn biết không, thì với dòng xe này á, thì Yamaha hướng đến khách hàng là đối tượng là nữ đó các bạn ha, cho phái đẹp. Cho nên là những cái đường nét trên xe thì nó rất là yêu kiều, nó tròn nè ha, bo tròn hết. Thậm chí là cái chỗ này, cái nơi mà Yamaha bố trí cho chúng ta hai cái cốp nhỏ nhỏ nè, hai cái hộc đồ nhỏ nhỏ cũng tạo hình như là một cái trái tim. Nè góc này các bạn nhìn hình ra trái tim không? Nè ha. Đó, đúng không? Hình một trái tim đó các bạn, rất là xinh ha. Xe thì sử dụng chìa khóa thường thôi. Cả ba phiên bản đều sử dụng chìa khóa thường. Tuy nhiên một trong hai chìa sẽ có một cái phím bấm nè. Chìa này thì nó sẽ to hơn và có phím bấm để tìm xe đó các bạn. Tìm xe nha, chứ không có chống trộm ha. Ở đây mình có phần khóa từ nữa nè. Mở yên ở đây luôn cho các bạn. Chỉ cần dặn qua thôi là chúng ta đã mở yên rồi. Đây phía sau nè các bạn. Nhìn phía sau nè ha. Thì đây là cái mẫu mà nó giống hệt với chiếc Classical ở Yamaha Việt Nam đó các bạn. Tuy nhiên cái mẫu này thì ở Việt Nam mình đã bỏ mẫu lâu lắm rồi, Yamaha Việt Nam không có ra nữa ha. Mà thay thế bằng chiếc Zenhut đó các bạn. Cái cản sau nè, được sơn đèn bóng ha, ở đây cũng vậy. Phần đèn phía sau nè, tất cả bóng đèn trên xe đều là bóng halogen, ngoại trừ cái phần này. Phần này mình thấy là bóng LED đó các bạn. Đèn hậu ha. Phần tem xe nè, tạo hình như một cái cánh chim bồ câu ha các bạn. Fino Sporty màu vàng đồng. Về động cơ á, thì xe sử dụng khối động cơ 125 phân khối nha các bạn, cho công suất khoảng chừng 9,52 mã lực. Mà trọng lượng xe chỉ có 98 kg thôi, cho nên là xe sẽ cho có độ vọt và độ bốc nhất định ha. Nó cũng khỏe đó. Phần bô xe nè,
Mà các bạn biết không, cái chiều cao yên xe nó chỉ có 745mm à. Các bạn cao 1,5m thôi là vẫn chống chân thoải mái với xe này ha. Phía dưới nè, chúng ta sẽ một cái cốp nhỏ nhỏ ở đây thôi. Cái cốp này nó rộng là 8,7 lít thì các bạn có thể để vừa một cái nón bảo hiểm, chắc không vừa quá, nửa đầu đó các bạn. Nếu để khéo có thể vừa. Tại vì trên này nè, nó không có một cái khoang ở trên này, cho nên là để nón vào có thể là nó sẽ cấn ha. Bình xăng nè các bạn, bình xăng là 4,2 lít. Đó, chỉ vậy thôi. Y cũng rất là mềm ha. Và cũng dài đó các bạn. Dư sức để các bạn có thể là chở 3 người, 2 người lớn và một em bé. Đồng thời cái cản này nó cũng bằng với cái yên nè. Các bạn có thể là ngồi lấn ở phía sau này nếu các bạn chở đồ. Ok không? Còn đây là phần gác chân của người ngồi trước ha, cũng rộng rãi đó các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một con ốc. Cái này các bạn có thể là chế thêm một cái phần móc treo đồ ở đây cũng được. Còn lên trên này thì chúng ta sẽ có một cái cụm ni lông trần ha, được xi rất là đẹp nè. Đặc biệt là cụm đồng hồ, Yamaha đã tách luôn cái đồng hồ mà báo xăng đặt ở dưới này, rất là xinh và cũng rất là lạ. Còn đây là đồng hồ như thường lệ ha, cũng sẽ có odo, có báo tốc độ, đó, báo FI nè, báo rẽ nè, báo pha nè, eco nữa nè. Đây có pha nè các bạn, xi nhan nè, còi. Ha, bên này chúng ta có nút đề và chống luôn chỗ này. Phiên bản rên đề thì ở đây nó sẽ có một cái nút dừng cầm chừng 3 giây đó các bạn. Stop and start system ha. Đặc biệt á, là trên xe sẽ có trang bị một cái hệ thống khóa thông minh. Đây nè các bạn, khi mà các bạn thắng sau á, mà các bạn nhấn xuống cái này thì nó sẽ gài phanh luôn. Ví dụ như các bạn ở một cái môi trường, một cái địa hình mà nó hơi bị dốc nè, ở chân cầu chẳng hạn, hay là ở bến phà chẳng hạn, thì các bạn muốn đậu xe mà không bị trôi á, thì các bạn có thể khóa phanh lại, bóp chặt thế này rồi mình nhận xuống. Đó, như vậy, rồi chỉ cần bóp lại là mình mở rồi, rất là tiện ha. Nó sẽ giữ chặt cái phanh đó, không cho xe mình trôi. Các bạn nhắm kỹ lại cái phần đèn xi nhan này ha. Đó. Cái đèn xi nhan này á, nó màu sáng nè, mà đặt ở trong một cái nền màu xám mờ thế này, nó rất là đẹp các bạn, rất là nổi bật. Đây, cái màu này á, nó sẽ tôn lên trọn vẹn những cái phần tem cũng như là phần xi nhan trên xe đó các bạn, cực đẹp ha. 125 nè. Đây là về trắng bụt trước nè, các bạn thấy vò tròn không, rất là xinh. Còn đây là phần phục trước, đây được sơn đen ha, vành á là sơn đen bóng, phục thì sơn đen mờ. Và bên này chúng ta sẽ có một cái phần phanh đĩa nè, đĩa trước nha, phanh tăng chóc phía sau, phanh đĩa phía trước cũng nhỏ gọn thôi. Và đặc biệt là vỏ này là không có ruột, không có ruột luôn nha. Đây cái thước lớp trước nè, 80 đó các bạn. Và cái vành xe sẽ là 14 inch ha, đặc trưng của dòng xe tay ga, nhỏ gọn như thế. Đây mình mời các bạn ra phía sau ha. Đây là vành phía sau nè các bạn, cũng như là phần bô. Phần bô thiết kế cũng lạ lắm các bạn thấy không? Đưa ra nè. Thay vì cụp xuống thì giờ này là đưa ra ngoài. Vành nè, sơn đen bóng. Sẽ có 5 chấu ha. 5 chấu và đang xéo. Về kích thước lớp sau á, sẽ là 170 nha các bạn. 170 và cái vành này cũng là 14 inch luôn. 170 nè. Và tất nhiên rồi, lớp không có ruột. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời nếu các bạn đi đường trường. Nè, phanh tăng chống phía sau đó các bạn. Còn đây là phần lốc nồi ha, cũng như khóa động cơ của xe, 120 phân khối nha. Đặc biệt là khóa động cơ này á, là khóa động cơ BlueCore của Yamaha, một cái khóa động cơ tân tiến mới nhất bây giờ, cho sự nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu ma sát nè ha, cũng như là tối ưu khả năng đốt cháy nhiên liệu và thời điểm đánh lửa của xe đó các bạn. Hiện tại thì xe mình chưa có gắn cái cần khởi động đây nha, xe vẫn còn cần khởi động đó các bạn. Trên này chúng ta sẽ có một cái gác chân ngồi sau nè, thiết kế hình chiếc lá. Còn đây mình mời con xem kỹ là phần tem nè ha, rất là đẹp phải không. Về giá thì mình đã báo rồi là 35 triệu cho xe này. Phí biển số thì nó sẽ lần lượt là khoảng 1 triệu đồng nếu các bạn ở tại huyện. Phí huyện lúc nào cũng rẻ nha. Còn ở thị xã là khoảng chừng 1,3 triệu, còn ở tại tỉnh luôn thì khoảng 2,4 triệu đó các bạn. Đó là phí biển số ha. Và giá đã bao gồm VAT nha. Tất cả các xe mình báo lúc nào cũng vậy, đều đã bao gồm VAT hết.
Đây là nhìn phần phía trước cụm ghi đông nè các bạn, nhìn ở phía trước ha. Bên này là cái phần cụm chứa dầu phanh nè. Đó. Bên này thắng đùm phía sau nè. Cái cụm ghi đông là cũng rất đẹp ha, tròn luôn rồi các bạn, bo tròn luôn nha, không có góc cạnh trên xe này. Đây đèn trước nè, nhìn kỹ đây đèn trước ha. À, khi mà nó nhô ra thế này thì sẽ cho ánh sáng rộng hơn và tốt hơn các bạn, và cùng với ánh sáng vàng rất đẹp. Các bạn nào muốn xài ánh sáng trắng thì mình mua cái bản render, nó là bóng đèn led và được làm rất đẹp nha. Mình đã có hẳn một video mình review rồi, rất là đẹp các bạn. Tuy nhiên thì mình vẫn thích cái ánh sáng vàng trên chiếc xe hơn, nó bám đường hơn các bạn, và nhìn nó dịu dàng. Ánh sáng vàng thì nó dịu dàng hơn ha, mặc dù nó không hiện đại như là ánh sáng trắng. Bây giờ mình mời các bạn xem lại từ xa chiếc xe này ha. Mình sẽ cho các bạn hai số điện thoại, một di động và một số bàn lên trên màn hình nữa các bạn, ở trên này nè. Và địa chỉ cửa hàng là ở dưới này ha. Cửa hàng có ship xe toàn quốc đó các bạn, ship ra tận miền Bắc luôn, là phí ship khoảng chừng 600.000, còn miền Nam là khoảng chừng 300.000. Hôm trước thì mình quay clip ở ngoài vườn đó, đẹp hơn trong này. Hôm nay thì xe cộ đông đúc quá cho nên mình không có dời ra ngoài được. Phần đèn hậu nè. Xe rất nhỏ gọn nha. À, với những bạn nữ nào mà chiều cao, đặc biệt là chiều cao khiêm tốn á, thì mình đi xe này rất hợp lý. Động cơ mạnh mẽ mà trọng lượng lại nhẹ nè. Đó. Và chiều cao yên rất là thấp. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.